Xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube của Feang. Hiện tại thì Feang đang ở đường lên trên cầu Lùng Thiềng ở xóm 2, xóm Bác Tà, thôn Lùng Thiềng, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang các bác. Ngày hôm nay thì Feang đưa các bác lên xem là tình hình cái cầu ấy, là cái cầu mà Feang với cả các bác Mạnh Thường Quân là gửi tiền giúp là 180 triệu. Hơn 180 triệu là hiện tại là đã đổ được hai cái đế cột cổng rồi. Đấy, thì không biết là tình hình là mấy hôm vừa rồi mưa to thì có ảnh hưởng gì không, là do thời tiết mưa lũ trong 3 ngày vừa rồi do ảnh hưởng của bão Yagi, cơn bão số 3 đấy, thì Feang không lên được. Thì hôm nay là đỡ mưa hơn một chút. Ở thời điểm hiện tại thì ở trên khu vực Hà Giang của Feang ấy thì là thời tiết là đã lắng rồi. Đấy, các mực nước ở trên các loại sông như sông Miện hoặc sông Nô ấy thì cũng đã rút. Nhưng cái vấn đề bây giờ là hiện tại ở trên các thượng lưu ấy, là như ở vùng cao ấy, thì là nước đã rút. Nhưng mà bây giờ về Tuyên Quang này, Yên Bái này và về đến Phú Thọ và đến dọc theo cái sông Hồng ấy thì mực nước đang rất là lớn, nó đang dâng lên. Bởi vì trên này xả về nhiều nhưng ở dưới kia không thoát được đi. Đấy các bác, và đặc biệt là rất là thương tâm Hà Giang vừa rồi thì cũng không ảnh hưởng nhiều, nhưng mà ở bên khu vực Lào Cai các bác là sập nguyên một quả đồi xuống. Đấy, chôn vùi nguyên một cái xã, một cái thôn là dự tính là khoảng hàng trăm người. Đấy, và rất là nhiều lóc nhà là chưa có thông báo chính xác. Thì hôm nay là ngày 10/11 các bác ạ, thì Feang cũng xem thông tin để Feang update cho các bác. Và đặc biệt là đợt vừa rồi là cũng sập cầu Phong Châu. Và đặc biệt một điều hơn nữa đó là quê hương Yên Bái của Feang các bác, hiện tại là Feang ở Văn Yên, là quê hương Feang là đang là chìm trong biển nước, là gặp rất là nhiều những khó khăn. Bây giờ là lương thực thực phẩm là các bác tiếp tế đến, nhưng là ở bên trong ấy, là không thể tiếp cận được, là do là không có thuyền đấy. Nên các lương thực thực phẩm như bánh, ví dụ như bánh đóng gói ấy, bánh ở các siêu thị hoặc bánh mì ấy, thì còn có thể là giữ được. Nhưng các bác là một số các bác là giúp là bánh chưng hoặc là xôi ấy, hoặc là giò thì là không mang được vào thì nó sẽ bị hỏng. Đấy, rất là mong là quý khán giả các bác giúp cho bà con quê hương Yên Bái của Feang hiện tại là đang cần thuyền này. Đấy, cần rất là thuyền calo. Ngày hôm nay là mực nước nó vẫn đang dâng ở nó không dâng nữa nhưng nó cũng không rút đi nhiều. Đấy, nên là nó vẫn còn ở các khu vực vẫn còn ngập úng. Thế là ngày mai ngày kia thì Feang cũng có, hiện tại là Feang cũng đang rất là mong muốn về quê hương Yên Bái của Feang, về Văn Yên của Feang. Bởi vì nhà Feang hiện tại là chỉ có mẹ Feang ở nhà thôi và sóng điện thoại thì không gọi được. Thì Feang cũng muốn về nhưng mà về thì cũng không vào được nhà. Đấy, để xe thì cũng không có chỗ để. Nên là ngày mai hoặc ngày kia thì Feang cũng có một chuyến là về quê Yên Bái của Feang xem là tình trạng là tình hình là mưa sau mưa lũ. Đấy, nước rút đi thì có khắc phục được gì không, và thiên tai bão lũ thì có giúp được gì không. Rất là mong quý khán giả, bà con và mọi người trên toàn quốc là hướng về Yên Bái, hướng về Tuyên Quang, hướng về Hà Giang, hướng về khu vực Lào Cai để giúp hỗ trợ cho bà con nhân dân. Giờ thì mời các bác đi lên xem cây cầu, cây cầu không biết là nó bị thiệt hại gì không. Thì bản thân Feang bây giờ cũng đang rất là lo lắng, cũng đang rất là hồi hộp là không biết là cái cầu của mình là nó có bị ảnh hưởng gì không. Nếu mà nó ảnh hưởng ít thì tốt. Giờ mời các bác đi cùng Feang nhé. Đường đi lên đây là cũng là rất là khó khăn. Đây, xe lại không đạp được nữa rồi. À, không đè nữa rồi. Lại phải đạp. Nào đi hoài. Hả? Đi. Không dám đi à? Đường xấu thế này mà. Anh bảo ngồi lên. Chỗ này đi được rồi Hóa ơi. Không đi được đâu. Đi được. Trên đi. Nè. Này đi còn quay chiến vỏ hóa công công các bác. Đây, đợt vừa rồi có một cái đợt mà Feang cũng có quay cho các bác xem là chỗ này là bị rơi một cái máy nu xuống đây. Hà Giang là chịu tổn thất rất là nhiều trong đợt vừa rồi mưa lũ. Là đợt đầu các bác lũ là bay cầu ấy, không biết là đợt này thì có ảnh hưởng gì không. Bây giờ soi ống.
Thấy con ong nào không? Hả? Thấy bay à? Cho em xem được không? Nhưng mà nhìn ở đâu ạ? Anh thấy gì không? Hòa mắt lắm. Đây, ngày bắt được tổ nào không anh? Chục tổ cả. Ui. Nhưng mà bây giờ anh thấy nó bay thì anh tìm tổ nó kiểu gì? Bay xuống à? Cứ đi soi như này. Ống hòm mới soi được khoảng bao nhiêu cây ấy? Nhìn rõ luôn à? Đã thấy con nào chưa? Như hai lính trinh sát đi. Thế là thấy phát là bọn anh nên bắt à? Hay là về gọi đội? Nên bắt luôn à? Đốt nửa à? Hay như nào ấy? À có quần áo à? À kìa. Đang mùa ong. Chết rồi, Hòa xe không đề được Hòa. À được rồi. Nó đề ấn phải đúng chỗ. Rồi chào các anh nhá. Nhà các anh ở đâu? Nghề đi săn ong đấy à? Chưa thấy tổ nào à? Cũng giỏi thật đấy. Là mấy anh này phải cho vào làm lính trinh sát được các bác. Ây da. Cái đường các bác. Úi xời. Ây dồi ôi. Này biết đi đường nào. Không đi được hai người đâu. Xuống đi em. Hôm qua hôm kia Phèn đi qua đoạn này các bác, là nước nó chảy như kiểu dòng suối luôn, nên là không dám vào. Đoạn này chưa, cái đoạn ở bên trong cơ. Cái đoạn ở chỗ này nó bị sập xuống mới kinh này nhờ. Ây à. Đi rồi má ơi. Đây đã đi rồi. Được không á? Được. Lên được. Ôi trời ơi, trời ơi, trời. Xe này còn may còn đi được, trên xe con quay kia của anh không đi được đâu đúng không ạ? Chịu. Con kia hơi yếu tí. Cái đoạn này mới kinh nhỉ Hòa ơi. Lái xe đau hết tay, đau hết bắp tay các bạn. Anh để em lái. Đổi ca. Đấy, qua đoạn khó rồi. Tính ra là bác nào mà mang cây thông này về đốt ấy, cháy cực luôn. Nó có dầu. Cây này to. Siêu to khổng lồ các bác. Đây. Hiện tại cây cầu đang thi công các bác, nhưng mà đang thiếu đá.
kia nó còn ngập đất. Đoạn này nó còn đỡ này. Đoạn này anh đừng phanh đầu nhé. Phanh trước đúng không? Phanh trước là nó sẽ trượt luôn. Đây cũng không có dấu vết của mọi người, các phương tiện đi ra các bác. Có ít lắm. Vẫn có nhưng mà ít. Đến gần đến cầu rồi. Đây chính là cái ao nhà chú Dìn các bác. Trước là vào đây là chú Dìn mà gạn ao bắt cá đây. Đấy. Rất là nhiều cá luôn. Hôm nào chuẩn bị khánh thành lên đây với bà con một hai buổi nữa. Đây xe máy mọi người, nhà bên kia phải để đây hết. Đây mấy cái nhà bên kia kìa. Có một hai nhà bên này. Là nhìn sơ bộ qua ấy, với cả Phen vừa đi ở chỗ qua nhà chú Dìn ấy, hỏi là mấy hôm vừa rồi là bão lũ thì có ảnh hưởng gì không. Ê, chú bảo là cũng rất là may là không ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà bây giờ hiện tại là đang khó khăn trước mắt đấy, mọi người đang trao đổi là không có đá. Không có đá để mà làm xây cái đế cột cổng các bác. Là những cái đá mồ côi ấy, ở đây này là nhặt hết rồi đấy. Đã nhặt rồi và chỗ này đây, cái chỗ này đang phát đi để mấy hôm nữa là còn một ít đá lấy đây em. Đấy là khoan đục ra bởi vì không còn cái phương án nào khác. Là phương án mà bảo là đi mua cái đá của kia ấy, thì cũng không được. Mà bây giờ là đập thì bà con đập bằng tay thì khó. Bây giờ dùng cái bột nở ấy, thì đều phải khoan. Đấy, khoan thì là 100.000 một nỗ, một hố đấy. Là hôm trước là tính sơ sơ là mất cả khoan, cả bột nở, cả tiền xăng ấy, là mất gần 5 triệu rồi mới được một ít đá. Nên là tình trạng bây giờ đang thiếu đá, đang cần rất là nhiều là đá các bác ạ. Đấy. Bên này thì cái sỏi này thì bà con lấy thì chắc là đủ này. Đấy, sỏi này đủ à. Cát thì đang hết rồi. Là đang huy động hôm trước là bảo là sẽ lấy cát thêm. Cát thì phải chở vào. Nhưng mà đợt này là thời tiết nó đang mưa chưa chở được. Nên là một hai hôm nay là bà con đang phải tạm dừng thi công. Đây. Cái hố leo này mấy nữa là xử lý hết, nó cũng đang bị lở một chút. Đây, cũng rất là may mắn các bác là cái đế cột cổng này là không sao này. Đây. Đấy, các bác nhá. Rất là nhiều các bác bảo là làm như này là không đúng, không sai kỹ thuật. Nhưng mà các bác là có thể các bác là chưa nắm bắt được rõ. Đấy, còn đâu đội bên anh em là giám sát thi công, bên anh Phú và chú Võ ấy, đã làm khoảng rất là nhiều cầu rồi, làm khu vực Hà Giang nhiều lắm. Thì là cái này, cái đế cột cổng ấy, cái đế này ấy, thì là mọi người sẽ làm xây đá kè móng lên như này. Đấy, xong mấy nữa bắt đầu mới làm sắt ở trên này. Bắt đầu làm sắt ở trên này nhá. Đan sắt, đây như này là bắt đầu để đan sắt rồi đấy. Là đan sắt bắt đầu đổ bê tông từ đây. Là cái phần dưới đế này đấy, mấy nữa là đất đai là mình lấp vào. Thì bắt đầu đổ bê tông ở đây. Đấy, đổ làm sắt đổ đây. Mấy hôm rất là may là mà là không sao. Đấy, bên này là xong. Đây, xây bằng đá các bác nhé. Móng đá xây bằng đá, ở trong đá đổ bê tông ở bên trong giữa hết rồi. Đấy, xi măng là cũng mát cao. Đấy, đổ bên trong. Bây giờ bắt đầu mới làm sắt này. Đợi tạnh là bắt đầu làm sắt, đợi anh em làm sắt. Anh đây là không xây nữa đâu đúng không? Hết đế rồi đúng không? Bây giờ mà là làm sắt đúng không?
Dạ. Vẫn còn xây thêm tí nữa à? Chú Võ đâu anh? Mấy hôm nay mưa bão về hết rồi à? Đấy. Nhưng mà bây giờ là hiện tại là đang không có đá đúng không anh? Hết đá rồi. Bên kia là còn một ít nhưng mà bên này là hết rồi đúng không? Đấy. Nên là hôm nào đội thi công vào chỗ chú Võ với cả anh Phú vào ấy thì Phèng sẽ bảo các anh giải thích cho. Đấy là về cái kỹ thuật về xây cái đế cột cổng này. Đây. Còn cái hố leo này, cái hố leo này là rất là quan trọng này. Cái hố leo này sẽ là làm sắt và đổ trực tiếp là xuống dưới này luôn. Bởi vì cái hố leo là chịu trọng tải chính để giữ cái cầu các bác đây này. Đây. Làm cầu treo nó khác với ở cầu cầu bê tông. Cầu bê tông thì đổ các nhịp thì đều đổ là sẽ đổ đáy từ trước. Viên này nó cũng lở hết rồi anh này. Đây là hết sạch rồi không còn đá. Phát chỗ này để làm lấy đá đây anh. Dạ. Cái gì ạ? Dạ vâng. Là bên này hết sạch rồi. Đây, sang bên này. Bây giờ mới xong được hai cái đế cột cổng các bác. Bây giờ còn hố leo rồi còn làm sắt. Xếp thêm mấy tấm ván rồi đi nhìn nó sợ, đỡ sợ chút. Là để mọi người kiểu là cát sỏi xi măng trộn bê tông bên kia, mọi người đẩy sang bên này các bác. Đây. Đây, bên này đang xây dở hố leo bên này, đế cột cổng bên này các bác. Cũng rất là may là mấy hôm vừa rồi là nước nó không lên được, nó không lên, mà hiện tại như này là nước nó sẽ không lên nữa. Cũng may là mấy hôm vừa rồi là lũ không sao anh nhỉ. Rất là may đấy, nó mà ảnh hưởng là chết luôn. Đây này. Cái sỏi kia không biết là có liệu có đủ không ấy. Đây này. Cái sỏi kia có khi vẫn phải lấy thêm rồi. Sợ không đủ đúng không anh? Không đủ. Bởi vì cái khối lượng đổ bê tông xuống hố leo này cũng nhiều các bác. Đây. Chào cô nhá. Đang làm gì đấy ạ? À? Làm gì đấy ạ? À? Không làm gì ạ? À? Đây các bác. Đây cái khối lượng sỏi bê tông ấy. Đấy cũng đã hết rồi. Đấy mà vật liệu đã hết gần như một nửa rồi các bác. Bây giờ chỉ cần mỗi đủ, bây giờ phải cát này, đấy là cát sẽ phải lấy về này, đang thiếu cát này. Cái sỏi này thì bà con có thể là vớt được ở suối, nhưng mà với điều kiện là phải chờ nước nó tạnh, nó cạn hẳn đi thì mới vớt được cái sỏi lên. Bà con đều vớt cho vào gùi lên thôi. Đấy thì sẽ đổ được hai cái hố leo này và cái xây cái này ấy, là mấy nữa là phải cần đến cái cát nữa. Hiện tại là đang không có cát này, đang thiếu cát này. Các fan kêu gọi xi măng này, cát này, rồi kêu gọi là cái tiền để mà khoan cái bê khoan đá ấy, để cho bà con là có vật liệu để là thi công. Chứ tình hình hiện tại là đang thiếu các bác. Bà con thì ở trên này thì rất là nhiệt tình, rất là phấn khởi vui vẻ, nhưng mà bà con chỉ hỗ trợ được cái công đấy, bỏ sức ra. Bây giờ chia thành tổ, mỗi một tổ khoảng 5 người đấy. Là bây giờ đá là đang cần phải khoan khẩn cấp. Bằng này cũng không đủ đâu anh nhỉ. Không đủ đâu. Dạ. Ngoài khi bọn làm nhiều đá lắm, không rồi bảo chủ tịch xã về xem, chứ không đủ số thì bảo chủ tịch xã về xem. Và với thường xuyên mình chi là thường xuyên quen cái tổ mình chi bảo đi trên. Thì mình phải. Thì mình bỏ cơ, bỏ tiền vật liệu mình chuyển. Bỏ tiền thi thằng lái xe về lấy. Trở về đây. 239 để kia để cho mình chuyển.
Vâng. Hôm đấy là chỉ mua sức này cả chủ tịch công xã là không biết là ai mới để xem. Có mà. Ừ. Đang chờ xin nhưng mà chưa có kết quả. Vâng. Nhưng cái xin cái đoạn kia lại nhiều đá lắm. Vâng. Thì tầm đồ một chuyến tầm đồ 400 đến 500 làm được một chuyến nữa. Vâng. 2 triệu là được 4 chuyến về là đủ dùng. Vâng. Là bây giờ là đang cát bên kia cũng hết rồi đúng không anh? Cát rồi. Cát xây ấy. Đúng không? Gần hết rồi. Bây giờ thiếu đá. Như này là đã cũng nói chung là cơ bản thì đã cũng đã hoàn thành một phần rồi đấy. Bây giờ chỉ ấy thôi, bây giờ chỉ cần vật liệu là bà con là làm sắt xong nó đổ hố leo phát là xong cái phần đấy là bây giờ chỉ mình kéo cáp nhanh lắm. Xây thêm một phần nữa đúng không? Sau đó bắt đầu mới giải sắt. Bắt đầu mới giải sắt. Mới giải sắt. Giải sắt mới đổ bê tông. Đấy. Vâng. Bây giờ đang bão lũ là mình không ấy được. Thế là mình trộn tất cả vật liệu bê tông bắt đầu mới đẩy ra bên này đúng không? Không biết là dự kiến bao giờ lại làm. Trộn bên này đúng không? Anh không biết là dự kiến khoảng bao giờ thì lại quay lại thi công. Chắc 1-2 hôm nữa đúng không? Cái này là do trời nhưng mà nắng này. Vâng. Nhưng mà cũng may là hiện tại là không sao rồi. Là yên tâm rồi đúng không? Đấy. Là xi măng bên kia còn. Xi măng của nó. Vâng. Cái này là cũng yên tâm rồi. Mấy hôm vừa rồi ở nhà sốt ruột là không biết là mưa bão như nào. Bao nhiêu tiền đổ vào đây rồi đấy. Bây giờ mà nó bay một phát là thôi coi như xong. Ở Yên Bái quê em còn toang hết rồi. Tung hết ra đi hết rồi ấy. Phong Châu. Cầu Phong Châu Phú Thọ. Vâng. Là nó bị gãy mất hai nhịp. Nhịp số 5, nhịp số 6 là gãy mất. Dạ. Xe con thì cũng khá nhiều ấy, khoảng chục cái. Còn đâu ô tô tải, còn một cái xe 4-5 chỗ cơ. Xe ô tô 4-5 chỗ ấy. Đấy là cơ bản rồi. Đấy là đường giao thông huyết mạch đấy. Bây giờ là mọi người phải làm cầu phao rồi đấy. Đấy, hôm trước nước nó đến đâu anh? Đây đây, chỗ này này. Dưới cái đến đế không? Đến đế chân đấy. À. Hôm mùng 6 đấy. Hôm qua sắp cùng em qua cầu qua vậy, cầu cũng đi. Cầu này á? Kiểu hôm mấy hôm vừa rồi là không dám đi qua cầu này đâu ạ. Cầu này là nước nó đẩy dưới chân đấy. Nó cũ rồi, nó cũng lâu rồi. Cái cột này các bác này nó không còn đảm bảo an toàn nữa. Hai cột bên kia nó không còn đảm bảo an toàn nữa. Nên là mưa nó dễ đẩy cái chân đi lắm. Cực kỳ là nguy hiểm. Rất là may đợt vừa rồi là các bác giúp cho cái tiền để làm cái cầu này. Chứ không, nếu mà không có tiền mà để hỗ trợ làm cái cầu này, bà con đi đường bên này ấy, thì cũng cực kỳ hạn chế. Đấy, cái thời điểm mà mưa bão thì cũng không dám đi đâu. Đây. Xây móng đá các bác. Đá này lúc mà mình đập nó mà không chưa xếp vào thì nó nhìn một đống rất là to, nhưng mà đến lúc mà mình xếp lại ngăn nắp lại thì nó bé tí, nó được ít, nó co lại các bác. Đấy, chân của cái mố cầu các bác.
Không biết là đợt trước là mọi người cắm xuống đấy kiểu gì, nó có sâu không. Đây này anh Thành ơi, trước là cái móng cầu này này, trước là cái móng của cái cầu này này, cái dưới này này, cắm xuống à hay như thế nào, sâu không? Trước là đào hố à, có đổ bê tông không? Không á. Đục xong chèn đá vào. Úi giời, liều nhỉ, thế mà nó không trôi đi. Hả? Cũng may là cái gỗ này nó còn tốt này. Bà con là đục đấy, xong là cắm xuống thôi, không có gọi là đổ bê tông cốt thép gì cả. Đây. Nhưng mà cái cây này là cây chai, cây nghiến nên là nó rất là cứng. Bên này nữa này, cái chân cầu này chỉ có bê tông mới chịu được nước thôi các bác ạ. Nhưng còn nó sắt, thép hay gỗ, những cái vật liệu này, cái chuyện bình thường, kể có tốt đến mấy nó cũng mục. Gỗ này này, bên này hai cây. Nói chung là nhìn từ dưới này nên nguy hiểm lắm. Là bên kia nữa, mà nhìn những cái dầm này, hai cái dầm hai bên này các bác, nhìn nguy hiểm quá. Cũng rất là mong là thời gian tới là nó thời tiết nó nắng, nó ủng hộ đấy, ủng hộ để bà con là tiếp tục là làm xong cầu. Làm cầu xong đã là giải quyết cái vấn đề là thông thương đi lại này của bà con ở bên hai bên xóm này này. Bà con ở bên này ấy, thì là sang bên này để đi ra chợ hoặc là đi các công việc ngoài này, mua phân mua đạm. Còn bà con ở bên ngoài này ấy, đi vào trong này làm nương làm rẫy làm bãi trong này rất là nhiều đấy. Hiện tại là trẻ con ở hai bên này bây giờ đi trời mưa thì cũng rất là nguy hiểm. Mới đặt thêm mấy tấm ván này nhìn nó đỡ. Cái này các bác này, đấy. Cầu gãy hết rồi này, nó sập rồi này. Những cái công trình công cộng này mọi người thông thương đi lại ấy, nó đảm bảo, nó không đảm bảo an toàn tính mạng con người các bác. Đây. Rất là nguy hiểm. Đây cái này nữa này. Em ơi, quay các bác xem này. Đây. Cái mộng của cái cầu ấy. Đây nó đã thở ra rồi. Nó rút ngược lên ấy. À. Mới là cái này tình trạng nó băng bửa ra. Đây có cái dây xếp buộc đây. Các bác gia công đây đục cái lỗ đây. Xong là luồn cái dây thép qua buộc lại. Nó rất là tạm bợ. Trong này không biết là còn đá không. Đây đi vào trong này xem nào. Hôm trước là đây khoan đá trong này. Khoan ở trong này để lấy đá các bác. Cái vấn đề quan trọng nhất bây giờ là đá. Đấy, phải khoan để lấy đá. Có bên này thì còn có một ít nữa nhưng bên kia không có. Bây đang bảo là tính toán là mua một vài xe ở ngoài kia nhưng mà bên thi công họ không ấy. Họ lại không bán. Đang nhờ trai liên hệ cho. Đi qua chuồng lợn, mọi người vác đá qua chuồng lợn. Ôi, rửa chuồng lợn à cô? Này, trước lấy được ít đá ở đây. Đây vẫn còn một ít các bác. Đây. Cái chỗ này là đục ra rồi nhưng mà chưa vác về. Những cái viên này nó cứng lắm mà nó sắc các bác, như dao luôn này này. Cái này cắt phát là đứt cây luôn, sắc cực kỳ luôn này. Ấy, những cái đá này nó mới chịu được, cứng như sắt luôn các bác. Đây là những cái nguồn nước này của bà con là dẫn nước về. Nhà cô nhiều lợn không? Có mấy con? Không có con nào à? Thế cô đang làm gì đây? Nuôi gì đây ạ? À, nuôi vịt à? Vâng. Có mỗi một con này, một con sắp rụng rồi đây. Vâng. Hai con này bỏ riêng à? Đâu đây con, đây là vịt hay ngan đấy ạ? À?
Nhiều nhỉ? Bốn mấy con chết sắp hết rồi. Bốn mấy con là chết sắp hết rồi à? Vâng. Đấy, cháu đi đây. Đi ạ. Vâng. Thôi cháu đi lên nhà, đường nhà cô nhá. À đâu đây, có đường đi xuống hay sao nhỉ? Nhà cô này ngay ở đầu mố cầu. Có bác bảo là các ông mùa này đi làm cầu. Thực sự với các bác là nếu mà đợi nó hết mưa ấy, phải đến tháng 12, 10, 11, 12. Đây còn ít đá nữa. Nhưng chắc cũng không sẽ không đủ được. Ở dưới này có sỏi, nhưng mà nếu mà cứ mưa như này thì cũng không lấy được các bác. Công cụ lao động, xe rùa, xe riếc vứt hết đây à. Ô, mấy cái này cực kỳ nguy hiểm luôn các bác. Đấy, đây này. Này, úi giời. Đấy. Chú chè, chú ấy bảo là mấy hôm vừa rồi mưa lũ không dám đi đây. Cái thanh ngang này, cái dầm qua này, đấy, để cố định hai cái này mà để nó lùng la lùng liểng này. Đấy, khu vực còn chỗ này chắc còn khoảng tầm khoảng hơn khối cát, hai khối cát với sỏi nữa. Đá bên này hết rồi. Bây giờ hiện tại thì công trình cầu Lùng Thiềng các bác cũng đang trong cái giai đoạn triển khai, nhưng mà cũng rất là may thông báo các bác tin cái cơn bão là Yagi, cơn bão số 3 vừa rồi ấy, là cũng không ảnh hưởng gì đến cầu, không ảnh hưởng gì hết. Đấy. Và hiện tại thì là do đang mưa lũ nên bà con là tạm dừng thi công trong vòng khoảng tầm 3-4 ngày, mong muốn là thời tiết nó lắng lên thì bà con sẽ là tiếp tục là cái chia thành từng tổ, mỗi tổ là 5 người sẽ là thi công tiếp cái cây cầu. Thì hiện tại là bây giờ cây cầu đang cần rất là nhiều sự chung tay góp sức từ quý khán giả các mạnh thường quân về hỗ trợ giúp bà con nhân dân là cát này, cát thì hiện tại đang hết rồi. Thứ hai đó là cái tiền để mà khoan đá đấy, là bà con là đang khoan đá trong cái dự toán tính toán của phen trước ấy, với cả đội anh em thi công tất cả là cái vấn đề về thiết kế thi công rồi cầu rồi vật liệu nguyên liệu các thứ ấy, và cái bà con bỏ công bỏ sức ấy, thì nó dự tính khoảng tầm gần 200 triệu đấy. Nhưng mà hiện tại là phen cũng nhận được 180 triệu thôi, và hiện tại trong quá trình làm phát sinh rất là nhiều cát này, phát sinh thêm cát này, phát sinh thêm đá này đấy, cái khoan đá ấy, và còn rất là nhiều các hạng mục khác nữa. Rất là mong quý khán giả các mạnh thường quân trong ngoài nước là chung tay góp sức giúp cho bà con nhân dân thôn Lùng Thiềng về cát này, về cái khoan đá đấy, là xăng để khoan đá và cái công khoan đá bây giờ 100.000 một hố đấy, một ô một nỗ đấy, thì nó cũng mất khoảng tầm dư khoảng 5-6 triệu nữa là tăng lên. Là rất là mong quý khán giả giúp cho bà con nhân dân thêm cát đấy, cát thì khoảng tầm hơn 10 khối nữa, hoặc là đá nữa, nếu mà các bác giúp cho bà con nhân dân ý, để bà con có thể là có vật liệu xây dựng thì các bác có thể liên hệ đến số điện thoại của Phen, là Phen sẽ để số điện thoại dưới. Là rất là mong nhận được một bao xi, một bao cát, rồi tất cả mọi những cái thông tin về cây cầu thì Phen sẽ update cho các bác sau. Giờ Phen trân trọng cảm ơn các bác, rất là mong quý khán giả các bác luôn theo dõi đồng hành cùng Phen để giúp cho những người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Giang là có thêm cái cuộc sống ổn định hơn. Đặc biệt là cây cầu này, một công trình phúc lợi, một công trình xã hội đem đến niềm vui và cho toàn thể nhân dân, bà con và trẻ em học sinh đi lại, và nó có được nhiều năm về sau. Rất là trân trọng cảm ơn các bác. Giờ Phen xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh của Phen. Trân trọng cảm ơn các bác. Phen xin chào các bác nha.